Là mọi người nhìn có biết cô này là bao nhiêu tuổi không? Tôi thì tôi đoán là chừng 25 tuổi. Hello cô, xin lỗi là cô cho biết tên tuổi. Dạ em tên Trần Thị Anh Tuyết. Cô Tuyết ơi, cô Tuyết ở đây là ở Quebec là bao nhiêu năm rồi? Dạ gần 20 năm. Gần 20 năm nay rồi. Các anh em chị em thậm chí liên tâm ở trong nước cũng như thế giới lắng nghe cái câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn. Chị Tuyết á, bây giờ là mọi người nhìn có biết cô này là bao nhiêu tuổi không? Tôi thì tôi đoán là chừng 25 tuổi. Và một cái điều bất ngờ là khi mà gặp cô thì cổ cho biết là cổ bây giờ là 59 tuổi rồi. Thì may mắn là hôm nay chúng tôi gặp được cái chị Tuyết và nghe chị kể lại. Chị là người thực hiện vô tình thôi. Vô tình thực hiện phương pháp là nhịn ăn 16 trên 8, cái mà chúng tôi đang theo đuổi và đồng thời mong muốn để cho phát triển ra cho cộng đồng. Do đó là đầu tiên là xin hỏi chị Tuyết là nguyên nhân từ đâu, tức là ban đầu chị tình cờ hay là đọc cái trên sách báo hay là dùng điều kiện gì đó mà chị lại áp dụng phương pháp ăn 16 trên 8, có nghĩa là 8 giờ tối ngưng cho đến 12 giờ trưa. Xin phép chị cho biết. Dạ em thưa thầy với lại mọi người là cái năm em 14 thì ngay cái thời gian đó thì cả nước đều khổ. Cho nên là em không có ăn sáng. Tại vì không có nhà, không có tiền, không có điều kiện. Tự nhiên cái mình dạ, không có điều kiện. Không có điều kiện. Thế là không ăn sáng. Tới trưa mới có bữa cơm trưa và bữa cơm chiều. Rồi cái từ đó cái em thành một cái thói quen luôn. Dạ, tạo thành một cái nếp quen luôn. Dạ, nếp quen luôn. Cho tới khi mà em lấy chồng á, thì có khoảng một năm đầu thì có đi ăn sáng với chồng, tại vì ông xã em thì ăn đủ ngày ba bữa. Thì lúc đi làm thì hai vợ chồng cùng đi làm thì có đi ăn sáng với ảnh khoảng 6 tháng. Nhưng mà em thấy cơ thể em nó không có thích, em không có thích nghi. Tại mình quen cái kiểu ăn sáng rồi, không ăn sáng rồi. Dạ, rồi em bỏ luôn. Rồi bỏ luôn. Em chỉ ăn buổi trưa với buổi chiều. Yeah. Nhưng mà sau 7 giờ thì em không ăn, mà tại vì cái tánh em là không ăn vặt. Dạ, cho nên là em không có ăn sau 7 giờ. Nhưng mà từ đó giờ em sống thì em uống nước là chính. Không uống nhiều nhưng mà phải khái một ngày cũng một lít rưỡi. Chứ em... Tức là mình khát uống dạ, thôi. Dạ, khát. Em uống nước là chính. Không uống cà phê, không uống trà. Mà cũng không thấy thèm ngọt hay là thèm mặn quá. Không, em ăn không ăn mặn lắm. Cũng, nói chung là không ăn ngọt. Vì thực sự mà nói là đối với những người mà khi mà áp dụng cái phương pháp 16-8 á, thì khi mà cái cơ thể cân bằng, có nghĩa là trong cái quá trình mà nhịn ăn á, thì cái cetone á, là nó xuất hiện, là nó giúp cho não và cơ cũng như thần kinh, thì cái người bệnh á, tự động là không còn thèm mặn và không thèm ngọt nữa. Và đó là cái trường hợp đáp ứng đúng với cái trường hợp của cô. Mặc dù là cô không muốn, nó cũng là ok. Rồi bây giờ chắc có lẽ một điều nữa là chúng tôi để cho mọi người xem cái cạc đi ăn đi tê của cô để mà xác định, để mọi người không thấy là nói cô này cổ thì cái nhà hàng ở dưới chúng ta thấy là 25 tháng 9 1961. Thì cái chuyến anh thì nó dứt lại hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983
581-652.